tôi sẽ vào chợ chế nhá. Dạ, dạ, dạ. Phố thị trấn 15 năm. Phường. À, thực sự là 15 năm nằm bệnh viện biết duyên giờ chưa là nhớ lại sẵn sàng chưa để đi nha. Cũng muốn. À cũng là sẽ làm được luôn nha. Đây đây là bệnh viện nhá. Ai có sẽ làm cứ ở xem cứ là thành phường như sẽ làm mà sẽ làm công việc chứ không phải là sẽ làm được chứ nhá. Nhưng mà không sao, là cho cô là phường nhỏ để đưa thôi cho cả nhà. À có một bác chị ở Đài Loan là đây là trẻ anh em sẽ làm công việc đây. Anh Phương đang ở khoa ngoài này. Anh Phương đang ở khoa ngoài này. Lần đầu tiên anh Phương được đi chơi như này nhé mọi người nhé. Anh bị bại liệt rồi. Và anh Phương nhờ cả nhà vào ủng hộ kênh của Viết Phương nhé cả nhà. Lát mình đi dọc đường rồi mình quay trực tiếp mọi người nhé. Rồi anh Phương lên thì không thể để em lấy gì đâu. Rồi được. Có mọi người. Ở xã Đông Sơn, Hải Nhai ơi. Ok nha. Ok rồi, bắt đầu. Để em này. Đường nó hơi khó mọi người nhé. Em vừa quay cái này vừa ấy, em tắt máy cái đó đi. Lan trong đường mình quay trước, em cầm cái này. Lọc. Rồi, em tắt cái đó đi.